Ok các bạn à, để cô nói với các bạn luôn nha, các bạn chú ý theo dõi nha. Chúng ta sẽ tính theo con số này, ví dụ như cái lỗ 35 này nè, thì cô đang show cái đoạn này mà mình sẽ nói cái lỗ 35 mình điền cái từ gì vô đó. Ok. Con đọc cái từ luôn nha. Ví dụ như con đọc con chọn edit hay con chọn đâu hay con chọn default, con chọn however vậy đó con đọc vô luôn. Rồi bạn An bắt đầu đi nha. 35 bạn chọn không? Từ từ có. Chưa kịp nữa. Ok cứ từ từ ha, điểm cộng là đúng thì nó cũng là của mình chứ nó không có chuyển qua cho bạn ăn khác đâu. Hồi nãy là cô thử xem Lâm nó còn tỉnh không. Còn ví dụ cô ghi lộn, cô ghi lộn điểm cộng của An Bùi qua qua Trí An hay Thúy An gì đó thì cũng thì mấy bạn kia được lời đúng không? Rồi, cô quay lại câu 35. When you think of a language, you may probably think of speaking and writing. There is, however, another kind of language, assigned one. À, rồi, bạn chọn however, đúng rồi đó. Khi mình nghĩ đến ngôn ngữ, mình chỉ nói đến viết và nói thôi. Tuy nhiên, có một loại ngôn ngữ khác nữa là ngôn ngữ dấu hiệu. Nè một tí mà sửa xong hết đó. Các bạn có thắc mắc là tại sao chọn đáp án đó mà không chọn đáp án khác, các bạn hỏi nha. Để sửa hết một lần luôn, các bạn hỏi một lần, cô giải đáp một lần luôn nhé. Rồi An Bùi ơi, câu 36 đi con. À con chọn câu C, it is cold. Con có thể giải thích vì sao con không chọn những câu khác không? Ví dụ như known, defined hay là regarded không? Đúng rồi, con không cần gì hết, mấy kia cần S ha. Đây chúng ta chọn khôn. It is called body language. Tới hai câu 36 lần ha con. Rồi, câu 36 thứ hai nha, các bạn lưu ý là cái lỗ nó hơi bị loạn. Câu 36 thứ hai đi rồi. Rồi con nói đi con. Way, by the way they sit, đúng rồi. By the way có nghĩa là thông qua cái kiểu, cái cách nha. By the way, đây chọn way. By the way they sit, people speak body language. By the way they sit, stand, look and walk. Người ta thể hiện cái ngôn ngữ cơ thể bằng cách nào? Bằng cách họ đứng, họ ngồi, họ ngồi, họ đứng, họ trông, họ nhìn và họ đi. Rồi đến câu 38. Ba mươi tám A chọn without quá hả? Without saying a word. They sit and walk, look and walk without saying a word. Đúng rồi, ở đây là verb in nên chúng ta sẽ chọn với từ without. Without saying a word. Cái ngôn ngữ cơ thể đó không phải là cái ngôn ngữ sử dụng bằng lời nói mà bằng cách chúng ta đi đứng rồi biểu hiện ha. Tiếp nè, câu 39. B, the same, đúng rồi, the same, giống nhau ha, the same all over the world, the same. Và số 40. 40C, all people smile when they are happy and open their eyes wide when they are surprised. Đúng rồi. Mở to mắt ra khi mà ngạc nhiên, tròn xoe mắt ra. Mắt chữ A, mồm chữ O. Open their eyes. Thế là bạn An Bùi làm đúng rồi nha. Cô sẽ cộng cho bạn. Cô sẽ cộng điểm cho bạn Trí An. Cô nói giỡn thôi nha, cô cộng cho An Bùi rồi nha. Cô giỡn, cô đùa thôi nha, cô đang cộng cho An Bùi rồi nha. Bài 9, bài 10 La Mã là bài 10 La Mã cũng tiếp tục là một dạng đục lỗ điền từ nữa nhưng mà nó dễ hơn xíu. Bạn nào xung phong giơ tay. Rồi cô thấy bạn Giáp Nguyễn Minh Ngọc giơ tay trước. Ủa rồi bạn Minh Ngọc bỏ tay rồi. Chưa Đợi cô có. mở máy. Để cô xem nha, để cô xem.
Minh Ngọc giơ tay trước. Ở trên điện thoại với trên máy tính nó hiện hai phiên bản khác nhau á. Rồi cô mời bạn Giáp Nguyễn Minh Ngọc mình làm tiếp nha. Hoàng Khánh á, mình chậm tay hơn Minh Ngọc chút xíu. Cái này là do mạng nha, cái này là nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, do đó em cũng phải thông cảm cho cô tí xíu. Mình cảm giác mình bấm nhanh lắm nhưng mà thua bạn Ngọc ha, cái mạng nó hiện lên thua bạn Ngọc đi, lỡ là do số phận. The phone is in our stars. Cô kéo xuống cái đã. Bạn Ngọc ơi, bạn Ngọc sẵn sàng chưa? Bạn Ngọc tính theo cái lỗ trên đây, bạn Ngọc làm giống y chang bạn An vậy ha. Bạn Ngọc đọc cái từ mà mình chọn giùm cô nha. Rồi, Ngọc bắt đầu đi Ngọc. Số 1 là A countries. Countries, in many countries. Đúng rồi. Này dễ quá rồi, không gì bàn cãi nữa. Rồi, câu số 2. Số 2 là câu B xong. Tại sao không chọn nên any hay all vậy? Dạ, tại con nghĩ cái đó là ở sau nó cần những từ. Nên off hay some off hay any off hay all off gì đều được hết á. Nhưng mà vấn đề đây á, cô chỉ cho một cái mẹo nè. Mình thấy có chữ others phía sau. Other phải order nha. Mình thấy có chữ others phía sau thì mình biết chắc chắn phía trước mình dùng some rồi đó. Một vài người học này là trẻ con, những người khác là tuổi teen, nhiều người là người lớn. Ok, mình chọn some đúng rồi nè. Rồi câu Rồi câu số số 3 nè. dạ số 3 là câu C bài. Câu chậm by, đúng rồi, by themselves có nghĩa là tự mình học ha, by oneself là tự mình làm, một vài người tự học. Cô đang định đi học tiếng Hàn với tiếng Nhật mà cô đang định tự học, cô mua sách dạy học không biết có thành công hay không nha, đó là dự định thôi, không biết có thời gian hay không. Rồi câu số 4. Dạ câu số 4 là câu D hearing. Rồi cô D hearing đúng rồi, vì sao giới từ chúng ta dùng vật in, câu này đơn giản rồi. Just by hearing the language in films. Mình xem phim mình đừng có mở phụ đề tiếng Việt vô, mình cứ nghe tiếng Anh thôi. Ban đầu có thể khó nhưng mà từ từ mình sẽ quen. Mà cái đó thuộc dạng là level đỉnh cao luôn á. Mình nghe riết mình sẽ lên đô, mình nghe rất là giỏi. Nó bị một cái hạn chế là cô không có dạy listening online. Bởi vì nó cái đường truyền mạng nó sẽ cà dần và nó mất thời gian của mình. Mà cái bài nó cũng dễ nữa. Cái bài listening của trường gửi cho nó cũng khá là dễ nữa. Nên các bạn sẽ tự nghe ở nhà nha. Rồi tiếp nè, câu số 5 đi Ngọc ơi. Dạ, câu số 5 là on. Câu số 5 là on television nè, chuyện đó dễ rồi. On television, trên TV, trên radio là on television, on radio. Mà trên báo chúng ta dùng cái từ gì Ngọc biết không? Dạ, trên báo. In, à đâu, In newspaper. in the newspaper. In on television nhưng mà in newspaper nha, ở trên báo đăng như vậy. Rồi cho bạn Ngọc một điểm cộng nha, lớp mình có hai Ngọc, cô nhớ có hai Ngọc lận, đều là Minh Ngọc hết. Đây là Giáp Nguyễn Minh Ngọc. Nhìn giao bấm cái điểm cộng cho Nguyễn Minh Ngọc đi. Nguyễn Minh Ngọc với Nguyễn Minh Nhật có bà con gì không con, sao nó cũng giống giống nhau quá vậy. Toàn là tên đẹp thôi, ví dụ như Nam Phương Hoàng hậu nè. Lớp có ba An, ba Anh. Ôi trời ơi. Tiếp theo đó chúng ta sẽ thấy phần 11 La Mã. Phần 11 La Mã là phần bài đọc ha, có đoạn A và đoạn B. Đoạn A là bài đọc về Louis Braille. Bạn nào làm rồi bạn có thể xung phong nè. Từ từ nha, để cô bỏ tay xuống hết rồi mấy bạn giơ một lần để cô nhìn. Cô bỏ Cô tay xuống ơi, hết. Rồi chị nào. Ơi con. cho con ao ra còn lại nha, mấy con nó bị đứng rồi. Rồi Mấy con ok. bị đứng, mấy con cũng bị đứng luôn. Mấy con cũng vậy thôi. Con. Rồi tụi con ao hết, tụi con nghỉ luôn đây, mấy bị đứng rồi này, mình nghỉ đó.
Con nói giỡn thôi chứ mình out ra rồi mình vô lại ha. Rồi. Các bạn ơi, các bạn xung phong Louis Braille đi, bài đọc về Louis Braille. Các bạn giơ tay nha, cô gọi. À, cô thấy có bạn Khánh giơ tay, lần này là Khánh đã giơ tay kịp rồi. Rồi, bạn Khánh ơi, cái yêu cầu của mình là bạn Khánh sẽ dịch sơ sơ giùm cô cái bài này nhé. Dịch sơ sơ thôi, không cần phải dịch kỹ. Mình sơ sơ dùm cô cái bài này và bạn Khánh đọc đáp án cho từng câu hỏi nhé. Ok cô ơi. Sao con? Dạ có dịch luôn hả con? Dịch chứ? Dạ. Louis Braille được sinh ra vào thế kỷ thứ 19. Khi ông ta 3 tuổi, một thảm họa đã xảy ra ở cái xưởng của bố anh ta, đã khiến cho anh ta bị mù mãi mãi. Rồi ok, xin lỗi bạn Khánh nha, cô dừng đi chút xíu. Xin lỗi nha, cô dừng đi một chút xíu. Vì đây nó có một cấu trúc khá là hay mà nếu không dạy thì thấy uổng. Cấu trúc mà động từ leave somebody hoặc là something. Nói chung là leave cộng cho object đi, leave cộng cho thuộc từ cộng cho tính từ nè. Leave a left implied permanently. Đấy. Khá là hay nên sẽ nhắc mấy bạn cái này. Một vụ tai nạn đúng rồi đã làm cho anh ta bị ông ấy bị mù mãi mãi. Ok rồi bạn Khánh tiếp tục đi con. Dạ ok cô. Là một cậu bé trẻ, Louis rất là cần cù và thông minh. Giáo viên của anh ta khuyên anh ta rằng hãy đăng ký học ở cái học viện dành cho người khiếm thính, những người bạn khiếm trẻ thị trẻ tuổi. Người khiếm thị trẻ tuổi. Và thời điểm đó, đây là trường duy nhất dành cho những người bị mù ở Pháp. Ở học viện này, Louis rất thích học, rất muốn học được viết và được đọc. Khi này đẹp thì sao ta cô? Louis great disappointment thì sao? Anh ấy rất là thất vọng. Ngay rất là thất vọng khi nhận ra rằng là và những cuốn sách anh ta tìm được ở học viện dùng những cái từ ngữ nâng á, từ ngữ nổi á cô. Rồi được rồi, cô sẽ giải thích cái khái niệm few books, tức là rất là ít cuốn sách. Few tức là quan nghĩa phủ định nha, rất là ít, hầu như không có, là trong 1000 cuốn có khoảng 1-2 cuốn viết như vậy thôi. Và raised letter là gì, mình thấy người bị khiếm thị đó. Nó, cô không dùng chữ mù vì mấy bạn sẽ nghe nó hơi bị miệt thị nha, cô dùng chữ khiếm thị. Người ta không có nhìn thấy đường, như đó người ta sẽ đọc bằng cái gì, người ta sẽ sờ. Người ta sờ bằng tay, sẽ có những cái chữ, người chữ nổi đấy gọi là raised letter. Ông ấy rất là thất vọng khi thấy rằng những quyển sách ở cái học viện này đó, rất là ít quyển sách sử dụng chữ nổi. Ok, rồi mình tiếp đi con. Dạ, cái phương pháp đọc này rất khó cho những người khiếm thị. Bởi vì họ phải cảm nhận từng chữ. Đúng rồi. Và khi họ đọc hết được cái từ ngữ thì có lẽ họ sẽ đã quên hết tất cả những cái nội dung từ đầu.
Bạn có hiểu câu này không? Có nghĩa là người khiếm thị họ sẽ đọc bằng cách là họ rờ bằng những cái chữ nổi, và cứ ngồi họ chạm họ rờ như vậy, họ rờ tới cuối câu thì họ quên mất đọc là gì rồi. Đúng rồi đó. Và Lewis muốn tạo ra một cái hệ thống đọc dễ hơn cho người khiếm thị. Ý tưởng của anh ta bắt nguồn từ Charles Barbier, là một người lính, một người thị quan Pháp. Và Barbie đã sáng tạo ra một cái hệ thống gọi là Night Writing, được tạo ra bởi những cái dấu chấm và dấu gạch ngang. Thì những người lính sử dụng cái hệ thống này để mà liên lạc với nhau buổi tối. Lewis đã đáp ứng rồi cô. Thích nghi cái hệ thống này vào. Thích nghi. Chữ này không nhận là thích nghi trong quan cảnh này được. Sao mà thích nghi? Ở Lewis đã sao ta áp dụng cái hệ thống này bằng cách mà ông ta sử dụng này cho. Áp dụng cái hệ thống này cho cách dùng của riêng mình. Anh ta bỏ những cái dấu gạch ngang đi và tạo ra một cái hệ thống đơn giản hơn, chỉ dựa vào dấu chấm. Ví dụ chữ A được ký hiệu bằng một dấu chấm duy nhất, và nhiều học sinh đã nhận thấy rằng cái hệ thống này dễ sử dụng hơn nhiều. Nó được biết tới là hệ thống Braille Systems. Ngày nay hàng triệu người khiếm thị đã có thể đọc nhờ vào cái sự cống hiến của người chàng trai khiếm thị trẻ. Đúng rồi, hàng triệu người khiếm thị có thể đọc được ha, nhờ vào công việc của một cái người khiếm thị trẻ và rất là tận tâm. Ông này ông chết rồi nên mình sẽ kêu bằng ông đi, nhưng mình đừng có dịch chàng trai. Yeah. Ok. Ủa sao câu lại bắt đầu bằng số 21 vậy trời? Bây giờ mình rồi, về câu nào hai... luôn cô? Được rồi, câu 21 con chọn gì nè? Dạ, chọn câu B, a worker. Đúng rồi, sao mình chọn câu B vậy con? Tại vì là ở phía trên nó ghi là workshops. His father's workshop. Đúng rồi, right. Mình có thể suy ra. 22 là rồi, con chọn forever, câu D. Câu D forever, vĩnh viễn, mãi mãi nha. Câu B, câu D forever. Mình dừng chút xíu để cho mấy bạn sửa nha con. Mình dừng khoảng vài giây cho mấy bạn sửa nha. Rồi số 23 nè, bạn Khánh chọn gì? Câu nào là câu bữa nha, not true, câu nào là câu không đúng? Dạ, câu 23 là C. Câu 23 là C, tức là đúng rồi, Nui thì lại áp dụng cái hệ thống của Barbier chứ không phải là ngược lại. Ok, tiếp nè, câu 24 chọn gì? Dạ, 24 chọn C cô. Em vốn chọn Seiko. Cái chữ đây được in đậm đó. By the time they reached the end of a sentence, tức là chỉ như người khiếm thính nha. Ở xin lỗi, khiếm thị. Họ rờ hết cái câu đó, họ quên khúc đầu là gì rồi. Cũng giống như mình đó. Mình nắm tay crush là mình quên hết mọi thứ rồi. Số 25. Dạ, số 25 là B. Câu B đúng rồi, Louis Braille đã cố gắng để tạo ra một cái hệ thống chữ viết dựa vào những cái dấu chấm. Bây giờ mình thấy là những cái thiết bị hiện đại của mình á, ví dụ như nói bàn phím máy tính thôi, thì nó sẽ có cái phím, có một số phím là phím F và phím J, thì nó sẽ có cái G ha, để người khiếm thính người ta có thể sử dụng. Và bây giờ cô nói thiệt, cái buổi tối ban đêm kêu mọt kêu cô rờ rờ đó mà kiếm phím nào là phím nào thì cô cũng thua thôi. Rồi ok, bạn hồi nãy là bạn Hoàng Khánh phải không? Cho bạn Hoàng Khánh một điểm cộng nhé. Dạ ok.
Ok, thank you Khánh rất là nhiều. Và chúng ta có tiếp tục vào đoạn reading của đoạn B. The relationship between a teacher and a student can be good or bad, helpful or harmful. Đoạn này thì sẽ có 5 câu hỏi. Đoạn này sẽ có 5 câu hỏi nè. Các bạn xung phong đi. Rồi, cô thấy Minh Hưng xung phong, mỗi ai hết có mỗi thằng Hưng thôi thì phải gọi nó tới chứ sao giờ. Có phải giờ trong cô? Con dịch chứ con, phải dịch giống như bạn Khánh. Hôm nay bạn Khánh làm sao mình làm y chang vậy đó. Chứ thôi bạn Khánh sẽ kiện là con nói hồ luôn, con nói khố của họng luôn, còn không nói, không nói gì cả. Cái mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh có thể tốt hoặc xấu, có lợi hoặc có hại. Either way, hoặc cả không phải cả hai mặt. Không phải, mình sẽ dịch đã gì, dù là kiểu gì thì cái mối quan hệ đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến học sinh cả cuộc đời. Ảnh hưởng đến học sinh cho cả cuộc đời của nó. Để có một mối quan hệ giáo viên học sinh tốt thì nó rất là quan trọng để mà người giáo viên và học sinh tôn trọng lẫn nhau. Nếu người giáo viên quá khó tính, họ sẽ làm cho học sinh sợ. Học sinh sẽ không học tốt. Các ngang bạn hơn chỗ này là không biết là cô Duyên có frighten mình không. Thầy hỏi ngoài là chút xíu, does Miss Duyên frighten you? Nope. Rồi, có nghe câu nope. Ok, ở trời lần đầu tiên mới có cười nói cười. Cô mắc cười lắm kìa, ở trong trường mỗi lần bảo em hiền lắm, mà mấy chị cứ ăn hiếp em đó, cái mặt mày mà hiền. Ủa vậy là cô có một cái other side khác hả cô? Tại loại là ví dụ như tính cô thuộc cái dạng là khi mà cô cảm thấy bức xúc chuyện gì là cô sẽ nói ra liền. Cô không có kiểu mà giấu giấu im im rồi. Dạng như là người rất là directed và outstray vậy đó. Có nghĩa là sẽ cảm thấy cái gì không hài lòng mình sẽ nói ra liền. Nhưng mà nói xong rồi cô bỏ và cô quên, cô không có nhớ, bận tâm đến chuyện đó làm cái gì. Có thể giống như cái dạng mình thấy người mà hay là sang sảng, xả nói chuyện như đó. Nhưng mà bụng dạ của họ thì có thể hiền lương. Cô khẳng định một điều là tâm địa hiền lương, nhưng mà có thể cái vẻ bề ngoài của cô, cái cách ăn nói nó hơi không được thùy mị cho lắm. Mình có thể là mình qua lớp A1, mình sẽ hỏi là cô chủ nhiệm của A1 là cô đang thùy đó. Cô nói chuyện rất là nhỏ nhẹ và thỏ thẻ, nhưng mà nhỏ nhẹ và thỏ thẻ và dịu dàng, nó không phải là cái tính của cô, không phải cá tính của cô. Cô không có dịu dàng thỏ thẻ kiểu đó được. Ví dụ như có thể là đi học đi, cô có thể tay xách nách mang gì đó, vừa micro, vừa giỏ, vừa bình nước, vừa bài, vừa túi này túi kia đi, có thể xách đỉnh kỉnh một lúc 5-6 túi đi lên trên học hàng. Nhưng mà cô Thùy thì sẽ khác, sẽ có hai chàng trai dìu hai bên hai tay giống như Hoàng Thái Hậu vậy đó. Và sẽ có một cái chàng nữa là xách giỏ đi đi sau, thì cô Thùy là xì tay đó, còn cô là xì tay cái kiểu mà xách tùm lum tùm la. Nhưng mà có một lần là có học trò nó lại nó offer cô để con xách phụ cho. Cô cảm thấy cái chuyện đó nó cũng hơi bị thứ nhất là làm phiền học trò, thứ hai là mình đâu có cùi tay chân, mình đâu có bị liệt đâu, mình phải nhờ tới người khác. Cô đó bản thân quan điểm của cô, cái kiểu mà thùy mị xì tai gì đó là không phải của cô nha. Cô Duyên thuộc cái dạng gọi là ghét ai thì nói và thích ai thì sẽ nói. Mà thường là cô không ghét học trò, chỉ có học trò ghét cô thôi, cô không ghét học trò. Cô chỉ nổi quạo với chồng với con vậy thôi chứ cô người khác là cô có quạo nhưng mà cô sẽ kệ, cô không quan tâm nhiều. Đó là xì tai của cô. Ok rồi, mình tiếp đi mấy bạn ơi. On the other mặt khác, nếu giáo viên quá thân thiện và dễ dãi thì học sinh sẽ trở nên lười biếng và không có chăm chỉ. Đúng rồi, cái thái độ của giáo viên và cách tiếp cận sẽ cần phải ở giữa hai cái tính cách, hai cái thái cực này, hai cái này. Rồi, cô chỉnh chút xíu nha. Cái approach ở đây là phương pháp chứ không phải cách tiếp cận nha. Cái phương pháp, cái thái độ và phương pháp của giáo viên thì nên nằm giữa hai cái thái cực này, tức là không quá khó và cũng không quá dễ dãi. Dạ. Rồi
Giáo viên thì nên động viên khuyến khích học sinh mà không có ép buộc hay là phạt. Hay là con nhắc punish là phạt mà ta. Đúng rồi, force là ép và punish là phạt. Phạt, phạt anh ấy phải học. Giáo viên cần anh ấy là anh nào chung. Rồi? Thì giáo viên nó có con ở chung. Tự nhiên người ta xác định giới tính luôn. Rồi, cái câu này nó hơi bị lỗi chút xíu nha. Xin lỗi nha Hương ơi, cô cắt ngang chút xíu chỗ này. Cô nói với bạn rõ. Cái câu này nó hơi bị lỗi chút xíu. He ở đây là chỉ teacher. He ở đây là chỉ teacher. Mà cô cũng cảm thấy là nó hơi sexist, nó phân biệt giới tính đúng không? Tự nhiên quy định là giáo viên, để ra chúng ta có thể bảo he or she phải không? Dạ, ngoài rồi. Ra chúng ta còn có khúc giữa nữa. Mình dùng he or she là nó đủ hết cho cả ba giới luôn, giới nam, giới nữ và giới khúc giữa đó, he or she. Nhưng mà nó dùng chữ he, nó mang tính sexist chỗ này, đấy là văn phong. Nếu sau này mà các bạn có viết bài luận, bài essay và writing gì của mình á, chúng ta sẽ hạn chế những cái trường hợp này. Chúng ta có thể dùng một chủ từ chung, ví dụ this teacher hoặc he or she. Chúng ta không dùng một đại từ he. Thứ hai nữa là the student ở đây họ dùng số nhiều. The students họ dùng số nhiều. Nhưng mà văn cảnh cho chúng ta thấy là gì? Giáo viên nên khuyến khích học trò mà không có ép buộc hoặc là phạt nó phải học. Vậy chữ him ở đây dùng sai rồi. The student thì chúng ta có thay bằng gì? Bằng dumb mới đúng. Dumb. Là cái lỗi của bài văn này, do cái đoạn văn nó bị lỗi. Pushing them to learn. Giáo viên phải nên khuyến khích học trò. Đây số nhiều mà. Không có khuyến khích học trò ha. Không có ép buộc hoặc là phạt ha. Bắt buộc ép hoặc là ép nó phải học. Đấy là như vậy. Rồi, tiếp theo. Giáo viên cần sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Nó là một phần trong công việc của giáo viên để mà giúp phát triển một cái thái độ tốt trong con người của học sinh đó, của những học sinh. Đối với những học sinh, để mà có một cái mối quan hệ tốt với giáo viên thì chúng cần phải luôn luôn bộc lộ cái sự tôn trọng hợp lý, đương nhiên phù hợp sự tôn trọng phù hợp. Học sinh cần phải be gờ thu bằng enjoy thú học tập. Dạ đúng rồi, học sinh phải nên hứng thú học tập và sẵn sàng học chăm chỉ. Dạ, sẵn sàng học chăm chỉ. Nếu học sinh học từ giáo viên một cách từ từ thì chúng sẽ trở nên thì chúng sẽ có profit thể là có lợi. Profit là có lợi, có lời đó, có lãi đó. Thì chúng sẽ có lợi, ý là học thì chúng sẽ có lợi từ những kiến thức và system là gì. Rồi cô nói câu này giùm bạn Hưng cái nha. Nếu mà học trò đó học từ giáo viên một cách gọi là khiêm tốn thì học trò đó sẽ được lợi rất là nhiều từ kiến thức và cái sự trợ giúp của giáo viên. Ok. Rồi, câu số 1 nha. Câu số 1. Một bạn Hưng chọn ABCD. Mối quan hệ giữa giáo viên và học trò được xem là quan trọng bởi vì câu D đúng rồi, ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của học sinh. Trong lúc mà mai mốt mình sẽ ra trường rồi, mình sẽ có những dấu ấn về thầy cô ha, sẽ có những người để lại ấn tượng sâu đậm trong đầu mình. Rồi, câu số 2. Be respectable. Đúng rồi, respect. Một trong những yếu tố quan trọng cho cái mối quan hệ giữa học trò và giáo viên đó chính là sự tôn trọng lẫn nhau. Ba là B. Need patience and understanding.
Để có mối quan hệ tốt đẹp thì giáo viên cần có, đúng rồi, sự kiên nhẫn và sự thấu hiểu. Kiên nhẫn, ví dụ cô nói ví dụ đơn giản nha. Ví dụ như tối 11 giờ nhắn tin, cô ơi ngày mai đăng nhập học tin bản gì, tài khoản password ở đâu. Đúng không? Rồi sự thấu hiểu là có thể ừ nó ở trên mây nó mới về xuống. Cô ví dụ cho vui thôi nha, không có đá xéo ai ha. Đá thẳng luôn chứ không có xéo. Cái trường hợp đó cô xử lý thẳng tay rồi, cô không có đá xéo ai hết. Rồi số 4. Số 4 là A, must be a hardworking person. Để mà có mối quan hệ tốt với giáo viên và học trò thì học trò phải làm sao? Câu A đúng rồi, phải là một người sẵn sàng làm việc chăm chỉ. Người ta bảo là cần cù bù thông minh là như vậy. Mình có thể mình học không giỏi môn nói nhưng mình cần cù, mình hỏi bài giáo viên vẫn trả lời cho mình, đúng không? Cô cho con hỏi là cái gift person là gì con? Gifted là có năng khiếu á. Gifted, học sinh giỏi á. Dạ. Để có được mối quan hệ tốt, học trò phải học giỏi. Thì không đúng rồi. Không hợp lý. Câu số 5. Câu số 5 là B. Câu số 5 C, cái gì đúng không ạ? Theo như trong bài thì câu nào đúng? Câu A nó bảo là học trò lúc nào cũng được lợi toàn bộ từ giáo viên thì không đúng. Mình phải học thì mình mới được profit fully. Câu B là học trò phải cảm ơn giáo viên vì cái kiến thức và trợ giúp đó, trong bài không nói. Câu C là học trò phải cho thấy cái sự tôn trọng phù hợp đối với giáo viên. Đúng rồi, câu C đúng nè. Yes. Nha, yeah, rồi ok. Cô nhìn lại thì bạn Hưng không có điểm cộng nào hết cả, bây giờ mới có luôn đó. Cô không có kêu con. Rồi ok. Lần này là có rồi đó. Dạ. Yeah. Cảm ơn cô. Rồi, thank you bạn Hưng nhé. Mấy bạn khác có thắc mắc gì về hai cái phần của bồ sữa hay không? Rồi nếu mà không có thì cô dặn bài về nhà cho mình nè, cô dặn bài về nhà cho mình. Mình tóm lại là mình làm được nhiêu làm, mình cứ làm đi, rồi hôm sau mình sẽ xung phong mình gọi, hoặc là có thể cô tàu ngầm cô lặn đi, cô gọi mình thì mình cũng biết làm, mình biết trả lời nha. Hồi ngày thứ năm chúng ta có một tiết thì cô sẽ sửa tiếp cái phần có một tiết thôi hả? Một tiết làm sao mà trả lời đủ? Thiệt tình nó cho cô một tiết một cái cô sửa như đây thì nó cũng hơi bị nhanh, bị rush. Thứ năm cô sẽ sửa cái phần mà 13 la mã, tức là chia dạng đúng của động từ trong ngoặc, dạng verb form á. Và phần 14 la mã là chia đúng thì của động từ trong ngoặc. Được chưa? Thứ năm là cô sẽ sửa hai phần đó, bạn Trang nhớ ghi lại để bạn Trang báo bài cho lớp nha. Phần 13 la mã, yeah. Phần 14 la mã của bài số 2. Cô dạy, cô cảm thấy cô dạy nó khá là chậm đó, không biết các bạn có thấy chậm quá hay không? Chậm so với mấy lớp khác đó, chắc là giờ ta học đến 13, 14 gì rồi. Ồ, bữa là sao vậy An? An Bùi ơi, cô dạy có chậm không? Con, cô đang hỏi con đó, cô dạy có chậm không? Cô nghe con trả lời vậy luôn, cô thấy con mở mic nhưng mà cô không nghe được tiếng con nói là nói cái gì cụ thể trong đó. Con nói chậm chậm thôi. Rồi ok, thank you. Cô hỏi một bạn tàu ngầm khác đi, bạn này cũng không có ngầm, bạn Tiểu Giang. Tiểu Giang ơi. Dạ con nghe mà cô. Cô có dạy chậm lắm không? Dạ không, con thấy bình thường. Rồi con thấy bình thường. Rồi sẽ gọi thêm một bạn nữa để hỏi tiếp nha. Bạn Bảo Linh ơi.
Có lẽ là bạn bị đau răng quá rồi sao á. Bạn Bảo Linh ơi, bạn Bảo Linh đâu rồi? Trần Kim Bảo Linh. Nên là bây giờ gọi ra mới phát hiện là bạn không có ở đây. Rồi buồn quá, ta hỏi một bạn Phương khác đi. Bạn Trần Nguyễn Lan Phương. Con thấy tiếng Anh cô dạy như thế nào? Vừa hay là nhanh hay là chậm? Con thấy cô dạy vừa cô. Rồi ok, thank you. Ừ. Còn một cái feedback qua lại, bởi vì chúng ta không phải học trực tiếp mà học trực tiếp có thể đi nhanh hơn chút xíu. Và cô có thể đi đảo đảo, cô kiểm tra xem mấy bạn làm bài không làm bài. Cô ngồi à, hôm qua cô mới nghĩ ra một cái tình huống là nếu đứa nào không làm bài mốt mà cô đi dạy, cô sẽ phạt nó ăn 10 bịch bánh tráng xì kè cho phỏng mỡ luôn. Cái này chắc là Hưng tình nguyện không làm bài được ăn bánh tráng nè. Không cô, con ít ăn lắm cô ơi. Rồi cô nói giỡn thôi nha, thôi cô ghẹo thôi, cô ghẹo cho vui thôi, cô ghẹo cho vui thôi nha. Rồi cô sẽ cho mấy bạn nghỉ ở đây để hôm sau chúng ta sửa tiếp nha. Hôm nay sửa khá là nhiều rồi đó, cũng nhanh hơn tí. Rồi ok, chắc là làm khảo sát đi, làm sao một cái survey đi, cũng nhanh hay chậm làm survey cho rồi đi. Mình học chung một lớp tới 40 mấy bạn lận đó, nên mình phải chịu khó là mình đợi nhau, mình nhìn nhau mình đi. Sẽ có nhiều bạn hơi bị lúng túng, cũng có nhiều bạn chúng ta thấy một bài đã dễ quá, mà thật sự cái cuốn này là soạn chung cho nguyên một trường á thì nó cũng khá là dễ. Nhưng mà đối với cô mà để muốn từ đầu cô muốn làm cái nền móng tốt á, thì cô muốn dạy lại hết cho mình những cái về về câu điều kiện, câu câu ao ước, rồi vợ form vợ khen gì đó cho mấy bạn nha. Mấy bạn nắm kỹ mấy cái đó để mấy bạn có thể sau này các bạn làm bài các bạn không sai những cái lỗi nhảm nhảm nữa, mà không có thời gian nữa, phải thông cảm là không có thời gian những việc đó. Rồi cô đóng cuộc họp ở đây nha, tạm biệt các bạn và chúc các bạn có một ngày học tập thật là hiệu quả. Bye bye cả lớp. Cô tiến một con tim ta bự, cô thả mình tim, tim ta bự đâu không biết nữa, đứt đẻ nha. Thấy có hoa hồng hồng dễ thương. Ủa, happy birthday hả? Bị lộn rồi. Rồi, team đây lần này là team thiệt nè. Không biết hôm nay có birthday của bạn nào hay không. Rồi, tạm biệt lớp nha. Bye bye tất cả các bạn. Dạ, chào cô. Dạ, chào cô. Chào cô.